ở đằng kia. Xe nào? Ở bên cạnh phòng học. Tại giáo sư ở phòng biên. Tại giáo sư ở phòng biên. Hay nói tòa nhà ký túc xá. Sụ sở lầu. Sụ sở lầu. Hay nghe từ phía bắc. Bảy biên. Âm Hán Việt là bắc biên. Bảy biên. Bảy. Bảy. Biên. Biên. Bảy biên. Bảy biên. Phía bắc của tòa nhà ký túc xá. Sụ sở lầu ở bảy biên. Sụ sở lầu ở bảy biên. Phía bắc của tôi. Wǒ de bǎi biān. Phía bắc của tòa nhà giảng dạy. Jiào xue lǒu de bǎi biān. Phía bắc của thư viện. Tú shú quán de bǎi biān. Phía đông phía tây. Đông biên, xi biên. Bây giờ hãy nghe từ bên trái. Giữa biên. Giữa biên. Giữa. Giữa. Biên. Biên. Giữa biên, âm Hán Việt là tả biên. Giữa biên. Tòa nhà mà ở phía bên trái. Giữa biên ở lầu. Giữa biên ở lầu. Người mà ở bên trái. Giữa biên ở rắn. Giữa biên ở rắn. Ký túc xá mà ở bên trái. Giữa biên ở xu sở. Giữa biên ở xu sở. Bên trái. Giữa biên. Tòa nhà mà ở bên trái. Giữa biên ở lầu. Là tòa nhà mà ở bên trái phải không? Sì giữa biên ở lầu mà? Sì giữa biên ở lầu mà? Là cà phê mà ở bên trái phải không? Sì giữa biên ở cà phê mà? Sì giữa biên ở cà phê mà? Người mà ở bên trái là thầy giáo Lưu phải không? Giữa biên ở rắn sư Liễu lão sư mà? Giữa biên ở rắn sư Liễu lão sư mà? Người mà ở bên trái là bạn của cậu phải không? Giữa biên ở rắn sư nì phẳng yêu mà? Giữa biên ở rắn sư nì phẳng yêu mà? Bạn trai, bạn gái. Nán phẳng yêu, nì phẳng yêu. Bạn tốt. Hào phẳng yêu. Hay nói bên trái của tôi. Wǒ de zuǒ biān. Wǒ zuǒ biān. Bên trái của tôi là đại vệ. Wǒ de zuǒ biān shì da wèi. Wǒ zuǒ biān shì da wèi. Cà phê ở bên trái là của tôi.
左边的咖啡是我的。người mở bên trái là ai? 左边的人是谁? Bên trái của tôi là ai? 我的左边是谁? Bạn biết bên trái của tôi là ai không? 你知道我的左边是谁吗? 你知道我的左边是谁吗?